Chào mừng các bạn đến với kênh Bình Nguyên IT 4.0 của mình. Scan tài liệu là một giải pháp giúp bạn lưu trữ tài liệu một cách nhanh chóng mà không sợ tài liệu bị hỏng hay mất. Hoặc bạn có thể gửi tài liệu cho người khác xem một cách dễ dàng. Video này mình sẽ chia sẻ tới các bạn một ứng dụng để scan tài liệu trên điện thoại, sử dụng rất đơn giản. Đầu tiên là tải ứng dụng về, các bạn sẽ vào App Play có mục tìm kiếm cam scanner. Sau đó tiến hành cài đặt. Khi cài đặt xong, mở ứng dụng lên. Các bạn vuốt màn hình sang bên. Sau đó bấm vào Use now để sử dụng ngay hoặc các bạn có thể tạo tài khoản và cái này mình nghĩ cũng không cần thiết bấm use now để bắt đầu cho phép letter sau đó các bạn bấm vào biểu tượng camera này. start scanning này để bắt đầu cho phép tại đây sẽ có các chế độ để các bạn lựa chọn đầu tiên là PPT này, tức là file trình chiếu này, OCR này, nó nhận dạng các ký tự văn bản này. Doc này, dạng văn bản này, IDCAC này, cho nó box này. Đó chế độ quét sách hai trang question box này và ở tại mục mo này sẽ có grid cutting này là thiệp chúc mừng này và quét QR code. Và thông thường chúng ta sẽ sử dụng để quét văn bản các bạn chọn tính năng là doc. Và bây giờ mình sẽ thử scan một cái trang sách để cho các bạn xem các bạn điều chỉnh camera sao cho trang sách ở chính giữa màn hình và các góc nó được vuông vắn thì bản scan nó sẽ đẹp hơn sau đó bấm vào biểu tượng camera ở chính giữa màn hình tại đây sẽ có các tùy chỉnh xoay trái xoay phải nếu cái trang sách của bạn không đúng chiều thì các bạn thử có thể xoay có thể co giãn để co các góc sau đó bấm vào next Được Rồi, như vậy là bản scan cũng khá là đẹp Tại đây sẽ có các tùy chỉnh màu nền Các bạn có thể chỉnh Tuy nhiên là các bạn nên để ở chế độ mặc định Thì cái độ tương phản và độ nét sẽ cao hơn sau đó các bạn bấm vào server bấm vào done rồi các bạn dí liệt vào bức ảnh này sẽ có một số tùy chọn xe này đó là chia sẻ cái file scan này sẽ biến đổi thành file pdf file ảnh hoặc file word trước khi chia sẻ ví dụ mình chia sẻ dạng file ảnh này đây các bạn có thể chia sẻ sang cho người khác qua Gmail đăng đăng lên Facebook hoặc là gửi qua tin nhắn, gửi qua Messenger hoặc Zalo. Hoặc chức năng share to gallery này chính là lưu cái file này vào bộ sưu tập ảnh của bạn. Như vậy là bạn đã có thể lưu tài liệu hoặc gửi cho mọi người một cách dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hữu ích hãy ấn like và ấn đăng ký để cập nhật những video mới nhất rất hữu ích. Xin chào.